cho rằng hôm nay xóm Bảo Lâm xin trân trọng giới thiệu khách mời ông Nguyễn Huy Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Chờ, cô Hiền, trường tiểu học thị trấn Chờ, ông Bình Oanh, hội trưởng khu phố, cùng các anh, ông bà, anh chị hàng xóm hai phố Bảo Lâm về dự chung vui cùng các cháu nhi đồng. Trưởng ban đại diện tổ chức đêm trung thu là bà Đặng Thị Chính, và cùng toàn thể các ông, các bà, các cô, các bác, các anh chị, các gia đình, đặc biệt là các cháu thiếu nhi của xóm Tổng Lâm và hai dãy phố lân cận xóm Tổng Lâm đến dự đông đủ. Xin một tràng pháo tay chào mừng đêm hội trung thu ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Công Bảo lên nói về ý nghĩa của Tết Trung Thu ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Anh, các chị, thưa toàn thể các cháu thiếu niên, nhi đồng thân mến. Hôm nay, ngày rằm tháng 8, ngày Tết Trung Thu, trước khi đêm văn nghệ của các cháu thiếu niên nhi đồng của xóm Tổng Lâm cũng như xóm phố Tổng Lâm, các đơn vị bạn đến giao lưu được trình bày để phục vụ các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị trong xóm, quý khách gần xa. Thay mặt cho lớp người cao tuổi của xóm Tổng Lâm, chúng tôi xin có đôi lời nhắc về ý nghĩa của Tết Trung Thu nói chung và Tết Trung Thu của dân tộc Việt Nam nói riêng, để trên các cụ, công, các bà và đặc biệt là các cháu nắm được. Kính thưa các cụ, công, các bà, các bác, các anh, các chị, các bậc phụ huynh cùng các cháu thiếu niên, nhi đồng thân mến. Tết Trung Thu có từ lâu đời, không phải dân tộc nào trên thế giới cũng có. Tết Trung Thu chỉ có ở các dân tộc có tập quán lúa nước. Các nước dùng lịch âm lịch, tức là dùng lịch mặt trăng. Đấy là ý thứ nhất. Trung Thu đối với dân tộc Việt Nam, đối với các cháu thiếu niên nhi đồng của Việt Nam cũng đã có từ rất lâu. Nhưng đến ngày hôm nay, đến Trung Thu của năm 2013 vẫn giữ trọn ý nghĩa là ngày Tết của trẻ nhỏ. Và tôi dùng cái từ trẻ nhỏ, từng bước các bác kế tục sự nghiệp của Bác Hồ cũng đều có thư gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng trong cả nước nhân ngày Tết Trung Thu, mà cụ thể là Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm nào cũng vậy, ai làm cũng thế, đều có thư gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng. Cho nên hôm nay nhân ngày Tết Trung Thu, cái ý nghĩa thì rất thiêng liêng, bởi vì thời gian thì có hạn. Đấy, trong không khí đầm ấm vui vẻ và tuyệt vời là thiên thời địa lợi, tức là trên thì chị Hằng Nga đang nhòm xuống xem các cháu thiếu niên nhi đồng được sự tổ chức của các cụ, công, các bà, các bậc phụ huynh của xóm Tổng Lâm tổ chức cho các cháu vui như thế nào. Cho nên là chúng tôi cũng có lẽ là để dành những cái Trung Thu của năm sau được nói tiếp, nhưng mà phần tiếp theo để tiếp cái ý ban đầu, tôi sẽ xin thay mặt cho lớp người cao tuổi của xóm xin trân trọng đọc thư gửi các cháu thiếu niên nhi đồng của Chủ tịch nước Tân Trương Tấn Sang nhân Tết Trung Thu 2013. Thư của Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung Thu. Nhân dịp Tết Trung Thu năm 2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có thư gửi các cháu thiếu niên nhi đồng trong cả nước. Tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư của Chủ tịch nước. Các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý, Tết Trung Thu đã đến. Bác gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng trong cả nước, các cháu người Việt Nam ở nước ngoài, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam những tình cảm thân thương nhất.
Nhìn lại một năm qua, bác rất vui vì các cháu đã có nhiều cố gắng, tiến bộ trong học tập và rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, làm kế hoạch nhỏ giúp đỡ các bạn vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn. Bác khen ngợi và biểu dương thành tích của các cháu thiếu niên, nhi đồng trong cả nước, nhất là các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, trở thành con ngoan, trò giỏi, các cháu đạt giải cao trong các kỳ thi trong nước và quốc tế. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng các cháu đã làm được nhiều việc tốt, góp phần làm rạng danh thế hệ trẻ của Việt Nam, làm cho ông bà, cha mẹ, thầy, cô giáo vui lòng và bạn bè yêu mến. Các cháu yêu quý, Đảng, nhà nước ta, nhà trường, gia đình và xã hội luôn dành cho các cháu sự quan tâm, chăm lo tốt nhất. Bác mong các cháu luôn ghi nhớ và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi: đoàn kết, chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện tốt, yêu thương, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, để sau này góp sức xây dựng quê hương đất nước. Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm, gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của Tết Trung Thu, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, thực hiện ngày càng đầy đủ hơn các quyền của trẻ em, những chủ nhân tương lai của đất nước. Bác chúc các cháu đón Tết Trung Thu thật vui tươi, an toàn và bổ ích. Bác gửi đến các cháu thiếu, các cháu nhiều cái hôn. Thân ái, Trương Tân Sa. Đề nghị tất cả cho một tràng pháo tay. Vâng, với những yêu cầu. Vâng, xin cảm ơn ông Đặng Công Bảo. Vâng, chúng ta đã biết Đảng và Nhà nước chúng ta đã thực sự rất quan tâm đến các cháu thiếu niên nhi đồng, mầm non tương lai của đất nước. Và ngoài những chính sách ưu đãi và ưu tiên chăm sóc bảo vệ quyền trẻ em, ngoài sự chăm sóc động viên về vật chất và tinh thần, các em thiếu nhi còn nhận được sự quan tâm và về tinh thần dù trăm công nghìn việc. Bác Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nước Cộng hòa, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn không quên là ghi bức thư chúc Tết ngày hôm nay. Và xin cảm ơn bức thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và xin cảm ơn ông Đặng Công Bảo. Và bây giờ tôi xin trân trọng kính mời đại diện xóm Tổng Lâm, ông Nguyễn X8, trưởng xóm đại diện lên trao quà cho các cháu. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn X8 ạ. Thank you.
nhảy hip hop. Xin trân trọng kính mời các bà con cô bác chúng ta cùng thưởng thức, các anh các chị và các em nhỏ cùng nhảy hip hop. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
tới nhỉ? Các em chờ anh một chút nhé. Alo? Alo? Chị Hằng vẫn làm gì mà mãi chẳng nghe điện nhỉ? Chị đây, chị Hằng đây. Chị Hằng xin chào tất cả các em thiếu niên nhi đồng sống Tổng Lâm yêu quý. Trung thu năm nay chị đã giữ đúng lời hứa đến chung vui với các em. Các em có vui không nào? Các em ạ, chị Hằng, chị gửi em rất nhiều quà tặng đến để tặng cho các em nữa đấy. Bí mật, như trước khi nhận quà, các em phải trả lời một số câu hỏi của chị đã. Các em cho chị biết trên cung trăng có gì nào? Mời em. Chị có thằng Ngọc ạ. Em nào có ý kiến khác? Mời em. Em thôi chị có Châu ạ. Đúng rồi, chị sẽ tặng cho em một món quà. Bây giờ là câu đố thứ hai. Các em nghe rõ nhé. Cái gì lăm cánh mà chẳng biết bay, em cầm trên tay, đêm rằm tỏa sáng? Cái gì thế nhỉ? Cái gì mà lăm cánh ấy nhỉ? Khó quá. Mời em nào trả lời được không? Mời em. Quả ghế lăm cánh. Đây là đèn ông sao ạ? Đúng rồi, chị sẽ tặng cho em một món quà. Câu đố thứ ba. Con cảm ơn bác cho em một chào pháo tay nào. Câu đố thứ ba, câu lại sẽ khó hơn một chút. Các em nghe kỹ nhé. Cái gì lơ lửng trên tận trời cao, bên các vì sao không ai lấy được? Cái gì thế này? Chúng ta thử nhìn lên trời. Các bạn khán giả. Các bạn khán giả, bạn nào biết không? Các em giỏi quá, chị sẽ tặng cho các em. Chị Hằng ở trên cung trăng thấy các em ngoan ngoãn, học giỏi, lại múa dẻo, hát hay thì rất là vui. Bây giờ bạn nào có thể hát cho chị Hằng cùng anh Quậy và các bạn nhỏ ở đây nghe được không nào? Em. Chia tay các em rồi, tiếc quá. Các bạn nhỏ ở xóm khác cũng đang đợi chị Hồng và anh Quậy đến. Trước khi đi, chị sẽ tặng cho mỗi em một phần quà. Thank you.
múa cùng nhảy lên các bạn ơi. Oh,
nhảy sạp tập trung ngay ra sân khấu. Chiều lên hải thượng, chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay để mừng các em. Chúng ta thấy các em múa rất là dẻo đúng không? Chúng ta nổ một tràng pháo tay để mừng các em. Vỗ tay cùng các em cho vui. Chúng ta sẽ trở lại với em Diệu Ly với bài hát Về Miền Cổ Tích. Oh,
Thank you.
mẫu chúng ta cùng chào khán giả một lần nữa. Người mẫu Ánh Tuyết Ngọc Khoa, người mẫu Thu Hằng và Ngọc Thảo, người mẫu Diệu Ly và Hồng Vân. Thank you.
con cô bác, các em nhỏ, thiếu nhi cùng thưởng thức một màn ảo thuật đường phố do em Đăng Khánh thể hiện. Để nhìn chúng ta một nổ một tràng pháo tay đón mừng em Đình Khánh. Xin mời em Đình Khánh. Xin chào tất cả mọi người. Đây, cháu sẽ diễn ở đường phố, vậy nên là sẽ là dép lê và quần ngố. Bây giờ nhá, cháu sẽ cần một vị khán giả. Ai có thể làm khán giả được ạ? Thằng em lên đây. Đây nhá, anh cần em cầm hộ anh cái mic này. Đây, cháu có một bộ bài. Bộ bài bình thường. Đây nhá, cái bộ bài kiểm tra nhá. Có gì được không? Trai lắm. Đây nhá, em sẽ chọn một lá bất kỳ trong bộ bài này và không cho anh biết cái lá đấy, được chưa? Lá nào cũng được. Mọi người nhìn kỹ. Nhìn kỹ lá này được chưa? Được. Đây nhá. Bây giờ ấy, bộ bài như thế này. Cậu anh cái mic. Em hãy đút lá bài của em vào giữa bộ bài. Bất kỳ chỗ nào cũng được nhé. Này, chắc chắn chưa? Chắc chắn ở chỗ này nhé, ok nhé. Em đã đút nó vào giữa bộ bài chưa? Đút chuẩn nhé. Đút luôn, ok nhé. Em sẽ làm một động tác để cho cái lá bài của em đó biến thành ngửa giữa bộ bài. Anh làm lại một lần nữa nhá. Chờ, ok. Nhá. Lá bài của em ý. Có phải lá này không ạ? Cuộc sống đã cho em bao ước mơ màu hồng. Thank you.
Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, cổ vũ động viên của các cô bác. Văn Hà có một bài văn ngẫu hứng về đêm trăng rằm ngày hôm nay, chúng ta cùng
nghe bác làm một cái bài văn ngẫu hứng như sau. Rằm tháng 8 đêm nay ánh trăng vàng trong trẻo, gió thu man mát, chú Quệ, Tây Đa và chị Hằng Nga lững lờ đi thăm và cổ động của thiếu niên nhi đồng. Bỗng nhiên chị Hằng xa thấp xuống và thốt lên: ồ, ở đây làm gì mà ngoài trời mà tập trung đông thế này nhỉ? Và có các ba, bà, các cô, các bác và các cháu nhỏ nữa. Lại có cả đèn ông sao to hơn những vì sao ở trên này của chúng ta. Có các đèn tròn xanh đỏ đủ các màu sắc lấp lánh lung linh. Có cả sân khấu ngoài trời, trời âm ly lo đài hoành tráng quá. Và nhất là có cả mâm cỗ của truyền, nào kẹo cứng, kẹo mềm, nào bánh nướng, bánh dẻo thật ngon, nào là dưa, nào là dứa, dừa, bưởi hồng, thanh long và quả tươi tốt, trông thật là đẹp mắt. Đặc biệt có cả chương trình văn nghệ, cây nhà lá vườn, ca múa nhạc kịch rất sôi nổi, vui tươi, thật là hay và thật là đáng khen. Thì ra ở đây tổ chức đêm trung trăng để đón ta à. Chị Hằng lại hỏi Quậy: thế ở đây là đâu thế hả Quậy? Quậy đáp: đây là xóm Tổng Lâm, bên hai đường 18 phố chờ đấy mà. Rồi chị Hằng lại hỏi: à sao vậy? Ta đã đi nhiều nơi rồi, chưa có nơi nào tổ chức được vui vẻ như thế này. Ta sẽ chấm cho các cháu ở đây điểm 10. Thôi, chị Hằng và chú Quậy, Cây Đa, chào các em. Các em nhỏ vui liên hoan và phá cỗ nhé. Chị còn đi tiếp đây thăm các cháu thiếu niên nhi đồng ở nơi vùng sâu vùng xa, nơi đô thị phồn hoa và cả nơi biên giới hải đảo nữa. Các cháu thiếu nhi yêu quý, các cháu đã có được đêm chung vui ngày hôm nay là có nhờ cuộc sống vui sướng như thế này, là nhờ Bác Hồ kính yêu, Bác Hồ người cho em tất cả, nhờ có ông bà, cô bác, anh chị, nhờ tình yêu thương của cha mẹ. Và vì cha mẹ luôn dành cho những trẻ thơ những tình cảm yêu thương nhất và những gì tốt đẹp nhất, các cháu thiếu nhi, các cháu là tương lai của đất nước, các cháu phải luôn ghi nhớ, cố gắng thi đua học hành để trở thành những con ngoan của cha mẹ, trò giỏi của thầy cô. Các cháu ngoan là cháu ngoan của Bác Hồ, là người công dân tốt, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Chúc các cháu mạnh khỏe và thành công. Cảm ơn các ông bà cha mẹ của các cháu. Cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức cho các cháu một đêm chung vui, trung thu vui vẻ và nhiều ý nghĩa như đêm hội ngày hôm nay. Đêm hội trăng rằm là sân chơi bổ ích và thú vị và rất ấn tượng. Cuối cùng, kính chúc các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể bà con nhân dân luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Đây là một bài văn ngẫu hứng của cụ An Huệ. Và xin cảm ơn ông cụ Nguyễn An Huệ và kính chúc cụ có một cuộc sống khỏe mạnh, vui tươi và hạnh phúc. Và tiếp theo chương trình Rước Đèn Với Ánh Trăng, nào chúng ta cùng phá cỗ nào. Ông trăng xanh giữa trời mây bao la, anh trăng vàng.